Đó, trời ơi. Đây, người vợ ôm cái hàng của chồng luôn anh chị. Thí đi, Thí là con trai anh chị em hai cha mất, bây giờ sao không biết cha đâu, biết mà cha bữa nay không có biết không, hôm qua chú hỏi con nhớ không, biết không, hôm qua là không biết, bữa nay biết rồi, hôm qua con đâu biết đâu không, không biết không, hôm qua con hỏi đó chú nói chuyện con đó, nhớ không, nhớ ha, trò chuyện chút xíu ha. Chào Hồng, hỏi xong không có gì đâu con. Quá tội nghiệp. Quá tội nghiệp anh chị. Nhà cha chắc thương con lắm mà, điện giò thổi về hoài hả? Con ghé tên gì quên nè? Tên Hương, bé Hương nhìn chị em. Hương, bé Hương, học lớp 2 nhìn chị em. Quá tội nghiệp. Bữa cha đi làm có nói chuyện con gì không? Có hỏi con gì không? Có điện thoại dặn dò gì không? Không hả? Bé thì ở nhà, anh chị em đi học, rồi trong khi đó cha mẹ thì đi làm ở Sài Gòn để nuôi bé, đừng gửi tiền về. Lấy thân, lấy xác của em về nghe, và anh cho em hỏi là quá trình lấy ở chảnh là nó cực nhọc không anh? Thì nó cũng hơi cực, tại vì mình không quen biết trên đó, nó hơi cực. Với một phần là nó khó lấy là tại nó không nhận dạng được cái mặt của nó bị đen quá, banh cái mặt nó không trùng khớp với cái giấy căn cước của nó, tại nhìn dẫn ra mà. Lúc đó nghe nói là xét nghiệm ADN đó anh, có xét nghiệm lúc đó là cái thân thể của ông Thí còn không hay là cũng còn, nhưng mà nó cũng có chỗ bị lủng đúng không, như lỗ hay là mạnh quá rồi nó lủng dạ. Mấy cái vụ nổ này cũng lớn dữ nè. Lớn là chảnh là vô bệnh viện nhận hay là nó để xác ở đâu à? Nó để xác trong bệnh viện, trong xác nhà xác. Dạ, đâu là người nhà mình vô? Nó không có cho mình vô đâu. Dạ. Mình chỉ ngồi ở ngoài đợi công an làm thủ tục. Rồi nó bắt mình đi lấy máu. Lấy máu để thử ADN. Lấy máu cha mẹ là lấy máu anh em? Mới đầu là nó lấy má trước. Bữa đó em đi với má với ba luôn. Rồi nó lấy máu. Lấy máu xong là bên công an hình sự của Đồng Nai nó mới chuyển máu về bên thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mình thấy lâu quá mà một ngày rồi, tưởng đâu lấy rồi là chịu là mình xét nghiệm được mình về rồi. Rồi mới mình cái bên gì bên đoàn của tỉnh Đồng Nai người ta xuống hỗ trợ mình đấy. Hỗ trợ. Đúng rồi, người ta xuống hỗ trợ mình, người ta hỏi thăm mình, rồi người ta hỏi em là có yêu cầu gì không. Em nói là chỉ có yêu cầu là xin là đưa xác em về thôi. Như là gia đình là như là điều kiện thì có để lo đám thôi, chỉ yếu là muốn lấy xác về đặng thân thể đặng cho nó sớm thôi, sớm nó đỡ. Cuối cùng là mình mấy ngày đúng không ta? Em đi hai đêm, bữa nay nữa là hai đêm hai ngày. Hai đêm hai ngày. Dạ. Như là mấy người kia cũng giống như mình luôn, cũng đợi gì luôn. Không, người ta về hết rồi, chỉ còn mình ở nó thôi. Người ta bị bữa nay là tại người ta còn thân thể, người dịnh dạng được. Thấy vô bệnh viện, thấy có chụp cái hình bên trong bệnh viện có người nào nữa hay không? Cái đó là phó tổng giám đốc ở Trung Quốc, là với nó. Còn sống hả? Đúng không? Đâu có là sau cùng đấy. Lấy sau cùng hả? Cũng chết luôn. Dạ chết luôn. Mà nghe nói là ông phó tổng đó là vô đứng kế cái lò kế nó luôn không? Không có đó thì mình không biết, ông biết ông nào mà được, mình đâu có biết đâu. Mình chỉ lo mình thôi, đâu có biết cái đó. Trong khi đó nghe cái lò đó là nghe nói có trục trặc hả, cái thông tin. Cái đó thì em không biết nha. Không biết dạ, tại em lúc mà nó bị rồi mà bên anh vợ nó mới điện, em mới chạy xuống thôi. Là anh ở đây? Em ở Đồng Nai luôn? Không có, em ở dưới quê. Dưới quê đây. Trong khi lấy quá trình nó rồi tới đâu rồi nó mới cho về nè. Lấy máu là ngay, lấy ai? Tới lần sau là tới khi lâu quá em mới yêu cầu bên
chủ tịch của Đồng Nai đó, mình xin gì đó, rồi ổng mới điều công an hình sự. Ổng nói là có thể làm cách nào mà nhanh nhất không, rồi mới công an hình sự nó điện cho em quay ngược ra chỗ bên đồn công an hình sự lại lấy máu của em lại, lấy máu rồi lấy tóc rồi lấy cái chân găng của mình á, rồi nó mới chuyển về bên Bình Dương là gần nhất. Nó đi bên đó là 8 giờ bắt đầu đi, rồi ảnh nói là chừng nào xong thì điện cho em. Em ngồi đợi cũng 11, 12 giờ mà thấy chưa điện. Em mới điện về nhà chắc là tới sáng rồi mới xong. Rồi hồi sáng em mới gặp ảnh, em hỏi thăm là hồi tối anh đi lấy là mấy giờ mới về, mới xong á. Ảnh nói là 3 giờ sáng mới xong, bởi vì anh không có điện nữa, tại trễ quá rồi. Rồi tới mấy sáng ảnh mới điện cho em là bây giờ là ADN đã trùng khớp rồi. Là bắt đầu sáng ảnh chạy qua rồi làm giấy tờ là lấy xác về thôi. Cũng là ý nhờ là mình cũng là hối thúc đó ha, chứ không thôi dạ đúng rồi còn kéo dài không thôi chứ dạ. Chắc thì bữa nay tại mới bữa đầu rồi bên hình sự, công an hình sự nó nói là quá trình thử ADN trùng khớp là ít nhất cũng 2 ngày mới xong. 2 ngày dạ đúng rồi, người lâu cái đó ADN nó không như máu. Như là còn mấy người kia là người ta còn nhận diện rồi thì người ta cho về hết. Về hết rồi, về ngay bữa đó luôn, ngay bữa mà nổi là chiều là người ta về hết rồi. Chỉ còn nó thôi, nói với ông phó tổng. Ông phó tổng là người Trung Quốc. Thì cũng khó khăn dữ ha. Dạ. Quá trời. Em thấy coi những cái clip mà nó nổ thấy hiện trường quá trời, thảm khốc luôn. Nổ dữ lắm á trời. Thôi mình ở đây mình cũng không biết nữa, tại vì em là ấy rồi em mới đi. Là... anh có ra hiện trường không? Không đâu, em ra ngay bệnh viện. Đi thẳng bệnh viện luôn. Dạ, tại em nằm ở đó rồi mình đâu lúc... có liên quan gì. Rồi cái lúc mà thử xong rồi ở chân là đưa xác ra. Dạ. Nhìn thấy xác không? Thấy, dạ thấy. Thấy lúc mà rồi. Ấy người ta cho mình, lúc mà niệm là người ta cho mình coi. Anh có chụp hình là không đâu. Không chụp hình. Dạ. Như là coi như là ta luyện mình ở tại bệnh viện luôn. Dạ. Lúc là mình chỉ chở là quan viên của bàn tài về luôn. Dạ đúng rồi. Lúc lưu niệm người ta cũng cho mình coi, rồi người ta cũng hỏi mình lúc trong quá trình người ta làm gì đó. Người ta có hỏi mình em có đồng ý là làm cách này ấy gì cách có chịu đó mình đó. Không? Dạ, đúng rồi. Người Khmer thì làm theo mình có để cái gì hay gì không hả? Dạ, đúng rồi đúng rồi. Rồi người ta cho mình coi, giờ mình đồng ý thì người ta đẩy nắp lại thôi. Hôm qua tụi em lại thì thấy là có cái hàng xã quan Khmer. Dạ đúng rồi. Ủa là ảnh có thấy cái hàng Khmer hay là kinh ta? Khmer đúng không? Rồi, lúc về đây là cũng tầm 3 giờ mấy. Về tới nhà hồi nãy hả? Gần 4 giờ Gần 4 giờ luôn. Em có coi cái đoạn mà đem vô đó. Mà hôm qua thì có cái anh ngồi trên đó, nó, anh nào đó là điện với em đó là hồi khuya là chuẩn bị lên xe. Ấy là mình, tại nó không biết là lúc đó 6 giờ em mới đi lấy, người ta mới điện kêu em đi lấy máu thôi. Nhưng mà ảnh nói là có thể cố gắng sớm nhất á, trong vòng 4 tiếng là mình gắng ngồi đợi, có thể là 8 giờ đi. Cửa 11, 12 giờ bắt đầu xong là mình đi về luôn. Thường lấy máu là ngày 2 ngày nó mới rồi. Không, máu thì nó làm mình trước đó. Không, cái này là mình người ta lấy ADN chứ không phải là lấy máu, nhưng mà người ta phân tích ra ADN kìa, không phải là người ta thử máu phân tích á. Dạ đúng rồi, nó mới vô, lâu vô cái máy phân tích tùm lum á, dạ, đâu phải dễ đâu. Với bệnh viện Đồng Nai nó không có, bởi vì nó mới chuyển lên Bình Dương làm. Đúng rồi, nó lâu. Có mấy cái ở trên Sài Gòn Bình Dương có mấy cái quá trình lấy xác về nghe chưa, có tội nghe nó. Bị mất rồi mà muốn lấy cái xác về cũng khó khăn nữa chị. Ủa rồi hai người là cái người tướng bằng nhau luôn hả, nhìn không ra luôn hả? Hai người mất hết, còn có hai xác hả? Anh lên là còn hai xác hả? Đâu có, mình thì mình biết em mình. Nhìn ra. Nhưng mà bên công an người ta không chịu. Cho. Dạ đúng rồi, nó không chịu. Tại vì Trung Quốc nhìn cũng dễ biết, mình nhìn về nó bự hơn mình nhiều, mình bự hơn nhiều, to hơn. Chứ tại hôm qua là mới nghe nói là bên chỗ người nhà mình là có nhận diện cái áo mặc lúc giấc sáng. Đúng rồi, lúc đi làm. Lúc mình có thể cho mặc giấc sáng đó. Bên công an nó không cho đâu, công an mà vô mà nó xử rồi giống như chiếc xe vậy. Mình nhìn diện biết chiếc xe mình đó, mà số sườn số máy nó cạo rồi là nó không cho mình lấy đó. Để ra anh trưởng công an mắt nó còn lấy không được nữa đó. Mình thì biết nhưng mà người ta đâu có chịu. Thì đó. Hèn giờ là nó làm đúng trách nhiệm của nó. Thì người ta có trách người ta được. Bây giờ nó nói một câu, giờ lấy lộn xác rồi sao rồi về đó, nó ơi, đúng rồi sao rồi nó nói rồi lúc đó mình đỡ họng với nó.
sợ lấy lộn rồi mấy người sợ người khác người ta lại nhận nữa thì đó sợ nó khó khăn nữa, nó xa xôi. Ủa anh nghe nói Bạc Liêu người nữa hả? Ừ, có một người, nhưng mà Bạc Liêu là nghe ông bảo vệ trực ở bên những xác á à. Nói bên đó là người ta còn nguyên dạng hơn đó. À vì chắc ở xa, hơi xa, bị tay hơi thôi. Người ta còn nhìn dạng được, mới người ta về sớm. Đám bà, đám chừng nào ra? Hồi nãy em hỏi, ấy nói ngày mai vậy? Ngày mai luôn hả? Dạ. Ừ, vậy là khỏi phải rồi, tại vì xác để lâu quá. Mấy ngày? Ở đẳng 2 đêm rồi. Để lâu quá, không có để qua làm từng được. Ở bên Khmer đâu có kêu làm từng, kêu bằng gì? À, khuốc 7 ngày á. Khuốc. Khuốc. À, thì cũng kêu gì đó 9 ngày đó thì 9 ngày 7 ngày. Ừ. Vậy là ngày mai ra. Ra chắc buổi sáng ra 8 giờ 9 giờ. Sao không? 8 giờ 20 ra. Thì cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Gia đình nói chung là rất tốt nha chị em. À, anh em YouTube vô là chia sẻ trên tất cả những lời gì. Thì rằng là rất tội nghiệp người vợ giờ quá buồn, giờ ra sao nằm. Trời ơi quá tội nghiệp, hôm nãy nhìn thấy chồng em ngủ quá, trời ơi nói gì anh. Quá tội nghiệp luôn, thấy người vợ. Bé mới có 20 mấy tuổi hả? Người vợ á 26 tuổi. Ừ chắc ở đó em cũng gần á. Thấy tội nghiệp nằm bây giờ là nãy ta vô rồi ôm cái hòm hôn rồi ôm. Chồng em đang ngủ anh ơi, chồng em đang ngủ anh ơi. Đòi lấy nhẫn cho chồng đeo. Ừ đòi lấy nhẫn nữa. À trời. Thôi xin cảm ơn anh rất nhiều, chia sẻ cảm ơn anh đỡ buồn. Vậy là ngày mai ra, mai tranh thủ vô mang nó chạy. Đây cái nhà ơi, đây thì quang cảnh cũng chuẩn bị rồi ha. Thì bây giờ Cường cũng xin kết thúc thì đây là cái một cái người anh cũng đã chia sẻ một cái quá trình mà Hà Quốc Tấn dạ dạ Tấn YouTube á, YouTube rồi Facebook luôn, đủ cái trang hết trơn luôn. Hà Quốc Tấn chứ không phải Hà Quốc Nấn nha. Dạ Hà Quốc Tấn. Là các cô chú thì ngày mai nghe nói là cũng ra đám mai ra luôn á chú. Đám mai ra luôn á chú. Đám mai ra. Vậy là chắc tại để lâu quá. 8:30. 8:30 hả? Dạ. Bữa rồi mấy em ăn rồi, nãy ăn cơm tranh thủ rồi. Dạ. Thì là mai 8:30. Thì mấy em đi quay, nếu mà gia cảnh nhà mà không có điều kiện đủ á thì mấy em giống như trước khi mắc á là điện thì mấy em sẽ cho hàng hoặc là xin tiền mai táng cho, nhưng mà lại thì gia đình thì cũng đủ điều kiện, gia đình nó không có mình xin. Nói cái đó xin thì nói chung là tội nghiệp người mắc á. Đồng nào let go. Dạ. Đồng nào let go đó. Đồng let go. Cũng lên đi bốc gói nè. Đồng let go miền Tây. Ở miền Tây bánh cơm miền Tây đó. Đúng rồi. Mày đồng mày đồng này hả? Không không, một miền khác. Trang có trang Facebook miền Tây. Miền Tây. Let go miền Tây phải à? Quay tiếp luôn á. Nó ở xa. Thì ở nhà đây bây giờ là không? Bây giờ quê không ở này, không có tiền đi xa. Quá xá là vẫn đóng tan vậy. Dạ thôi mình cũng xin phép chia sẻ cho cả nhà mình, thì giờ nãy giờ thì cũng được chia sẻ một người anh cũng như là cái quá trình mà lấy xác về cũng rất là khó khăn anh chị, thì do những cái người cũng như là nạn nhân cũng như mất trước thì cũng đã về trước, lý do thì người ta còn nhận diện được cái gương mặt hình thể, thì do anh Thí ở đây thì coi như là cái gương mặt thì cũng bị
thương cũng rất là nặng, thì cho nên không nhận diện được, thì chỉ còn lại là một cái người là Trung Quốc ở đó luôn. Thì cho nên thì cuối cùng thì cũng đưa thi thể của anh về, thì coi như là ngày mai, à cũng như là bắt đầu sẽ đi hỏa táng rồi cả nhà.